Xin chào các bạn, hôm nay thì mình lại giới thiệu cho các bạn một sản phẩm đang rất hot tại điện thoại xe.com, đó chính là con Realme C3. Thì hiện nay Realme C3 đang được bán chính hãng tại điện thoại xe.com với mức giá là 2.590.000 đồng. Phiên bản mình đang có đây là RAM 3GB cũng như là bộ nhớ trong 32GB. Có thể nói là với mức giá khoảng 2.600.000 đồng như vậy thì Realme C3 thực sự là ông vua của cái phân khúc giá này rồi. Tại vì mình đã từng speed test với một số các cái dòng máy khác, ví dụ như là Vsmart Joy 3, thì Realme C3 này có cái hiệu năng rất là tốt nha. Trong máy thì chúng ta sẽ có một cục adapter sạc có nguồn ra là 5V 2A. Rất tiếc là máy không hỗ trợ sạc nhanh mặc dù có viên pin lên đến 5000mAh. Và đây thì chúng ta sẽ có một sợi USB-A qua micro USB. Và bên trong các bạn có thể thấy là nó có màu vàng theo đúng cái màu sắc của Realme, nhìn khá là lạ mắt. Ở đây thì chúng ta có cây chọc SIM và một số sách hướng dẫn sử dụng. Rất tiếc là Realme C3 nó sẽ không có đi kèm với ốp lưng nha. Ở bên cạnh trái của máy chúng ta sẽ có phím tăng giảm âm lượng và khay 2 SIM cộng 1 thẻ nhớ microSD. Phía sau sẽ là cụm camera, đèn flash và cảm biến vân tay. Phía bên cạnh phải chúng ta sẽ có một phím nguồn ở đây. Trên đỉnh máy thì không có gì. Phía dưới chúng ta sẽ có cổng sạc này, loa ngoài này, micro thoại và jack tai nghe 3.5mm. Mặt sau lưng này cũng là một điều mà mình rất ấn tượng với con Realme C3 này, bởi nó có các cái họa tiết vòng tròn đồng tâm. Tất nhiên là máy thì được làm hoàn toàn bằng nhựa thôi, tuy nhiên thì chất lượng hoàn thiện của nó rất là tốt. Về màn hình của máy thì mình thấy là nó khá xuất sắc trong tầm giá. Máy thì sử dụng tấm nền IPS LCD có kích thước 6.5 inch, 720x1600. Độ phân giải là HD Plus và sử dụng tấm kính cường lực Gorilla Glass thế hệ thứ 3. Tất nhiên là thế hệ thứ 3 thôi, tại vì một cái dòng máy giá rẻ thì mình sẽ không thể nào đòi hỏi nó hơn được. Về cảm quan thì mình đánh giá cái độ sáng của màn hình nó không có quá cao, cũng rất là giống với những cái dòng máy Oppo hay là Realme giá rẻ mà sử dụng màn hình IPS LCD. Tuy nhiên thì cái màu sắc của nó đem lại khá là tốt. Do tấm nền chỉ là HD Plus nên là khi các bạn xem những cái video chất lượng cao ở trên YouTube thì max setting của nó cũng chỉ là 720p mà thôi nha anh em. Ngoài ra thì theo mình thấy Realme C3 còn là một cái con máy nó có khả năng chiến game khá tốt trong tầm giá. Máy sử dụng con chip Helio G70 là một con chip chuyên game của MediaTek, GPU là Mali G52, đi kèm với đó là RAM 3GB cũng như là bộ nhớ trong 32GB thì nó có thể cân được những cái tựa game tương đối ở trên CF Play và chắc chắn là lên con mobile cũng sẽ cân được rồi. Trước mặt các bạn là một cái video mà mình từng so sánh con Vsmart Joy 3 ở bên phía tay trái và con Realme C3 ở bên phía tay phải. Thì các bạn có thể thấy là điểm AnTuTu Benchmark của Realme C3 nó khá là cao nha. Một trong những điều mình khá là thích ở Realme C3 là nó đã được cài sẵn Android 10 và cái giao diện của nó là Realme UI 1.0. Đây có lẽ là một cái sự thay đổi nho nhỏ đến từ sub-brand của Oppo, khi mà mình nhớ là trước đây các dòng máy của Realme thì thường sử dụng cái giao diện ColorOS của Oppo. Còn bây giờ thì là nó đã có một cái UI riêng rồi, gọi là Realme UI, và phiên bản của mình đã sử dụng là Viêm 1.0. Theo đánh giá chủ quan của mình thì con Helio G70 được trang bị trên Realme C3 là một con chip rất mạnh ở trong cái tầm phân khúc dưới 3 triệu đồng này. Nó có thể cân được rất nhiều các cái tựa game, ví dụ như là Asphalt 8 đang chơi này, Helio Combo Mobile này. Và thậm chí là các bạn có thể chơi được PUBG nữa. Tuy nhiên là PUBG mình đã thử rồi, nó hơi lắc lắc một chút xíu nha. Tất nhiên là vẫn chơi được và chỉ chơi được ở 30fps thôi. Nhưng thật sự là khá khó đòi hỏi ở một cái thiết bị như vậy. Ngoài ra thì máy nó còn có một cái điểm mà mình rất là ấn tượng, đó chính là viên pin được trang bị lên đến 5000mAh. Cộng thêm với cái cấu hình như vậy này, rồi là thêm cái màn hình HD Plus, thì chắc chắn nó hứa hẹn sẽ mang lại một cái thời lượng trải nghiệm pin rất là lâu nha. Theo đánh giá chủ quan của mình thì giao diện Realme UI này thì nó lai tạp của khá nhiều các cái dòng giao diện khác nhau. Tuy nhiên thì về cơ bản nó vẫn khá là giống của Oppo này. Ngoài ra thì nó còn một chút xíu giống như kiểu của Samsung, của Android One, khi mà mình vuốt lên thì mình vào App Drawer rồi bla bla nhiều thứ khác nữa. Tuy nhiên thì mình cảm thấy là cái giao diện này với 3GB và 32GB bộ nhớ trong và con chip như vậy thì nó rất là mượt mà nha. Và camera của máy cũng là một điểm mình khá ấn tượng trên thiết bị giá rẻ này. Máy thì sở hữu bộ 3 camera sau, có camera chính là 12MP góc rộng, camera 2MP để chụp macro và camera dưới cùng là camera 2MP để đo chiều sâu của trường ảnh. Máy có được trang bị camera trước lên đến 5MP để cho các bạn có thể selfie này hay là
gọi video call một cách đẹp mắt. Và bây giờ thì mình sẽ demo thử một vài tấm hình cho các bạn xem. Đây là góc rộng nha, 1x và tắt HDR. Đây mình zoom lên 2x và cũng tương tự tắt HDR. Tiếp theo zoom lên 4x, hình ảnh đã giảm bớt chi tiết và cũng tắt HDR luôn. Còn đây là bức hình mình đã mở HDR lên thì cái vùng sáng tối nó sẽ rõ ràng hơn. Đây thì là một bức hình chụp chân dung. Máy thì xóa phông cũng tương đối tốt nha, các bạn có thể nhìn. Còn đây là một tấm hình selfie cũng rất là màu sắc, sặc sỡ. Đây là cái tấm hình chụp macro. Mình không ấn tượng lắm với hình chụp macro của máy tại vì nó cho mình cảm giác hơi bị bệt màu và không chi tiết. Còn đây là video mà mình quay nha, máy thì tất nhiên là không có chống rung. Nhưng mà theo mình thấy thì là nó cũng khá là ổn trong cái tầm giá đấy chứ. Vậy thì với 2.590.000 thì Realme C3 thực sự là một sản phẩm cực kỳ đáng để sở hữu. Với những tính năng mà nó mang lại, với những giá trị mà nó mang lại. Và chắc chắn rằng trong cái thời điểm mà kinh tế khó khăn như vậy thì anh em nên lựa chọn một cái sản phẩm như vậy, rất là kinh tế, phù hợp với túi tiền, cũng như là sẽ đáp ứng được đủ các nhu cầu của anh em về giải trí này, về mạng xã hội này, về chơi game. Video của mình đến đây xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video tiếp theo của Điện thoại siêu rẻ.com.